vô hiệu hóa đội trưởng Ginyu. Đội trưởng Ginyu của biệt đội Ginyu là chiến binh mạnh nhất của quân đoàn Frieza. Ngoài sức mạnh ra, hắn ta còn có một khả năng đặc biệt là có thể cướp cơ thể của người khác dễ dàng. Cũng vì vậy, khi thấy Goku bút cao kèn sướng quá, máy đo thấy mạnh quá nên đã tự đâm thủng tim mình rồi cướp cơ thể của Goku. Sau đó mới nhận ra cơ thể của Goku thiệt là vô dụng. Tâm lý của Goku lúc đó cũng thiệt là tệ đi. Bỗng dưng có một cái cơ thể xấu xí, bị thương chí mạng, gia đình và xã hội xa lánh. Anh ta rất hoảng hốt khi Vegeta tính giết cái cơ thể của mình luôn. Ngay lúc đó thì Ginyu cũng định cướp cơ thể của Vegeta vì chê xác của Goku cùi bắp quá. Goku trong dạng Ginyu đã nhanh trí lao vào để lấy lại cơ thể gốc của mình dù có bị thương tàn tật nghiêm trọng. Nhưng sau đó mới là vấn đề. Vegeta căn bản chưa xác định rõ chuyện gì đang xảy ra và không biết thằng nào là thằng nào cả, khá hoang mang khi tụi nó đổi vai liên tục. Ginyu lợi dụng tình thế định đổi xác với Vegeta. Mọi việc tưởng như là xong kèo rồi, nhưng rốt cuộc lại là Goku nhanh trí. Anh ta quăng con ếch vào giữa luồng sáng và biến gã Ginyu kia thành một con ếch không biết nói, khó có cơ hội trở lại thành người dù đã được thả chết. Goku thì là thông minh phải không nào, vỗ tay. May cũng có con ếch vô tình tới chúng lúc đó, chứ phải không có con gì chạy qua thì mới bất lực thôi. Lúc đó, Ginyu sẽ trở thành Vegeta rồi hỗ trợ Frieza tàn sát toàn bộ liên minh trái đất Namek, làm bá chủ vũ trụ này dưới sự hậu thuẫn của thần vũ trụ Beerus.